Hôm nay chúng ta hãy cùng chơi trò chơi kỹ năng quan sát của bạn nhé. Có từng cấp độ từ dễ đến khó nhé. Và bạn hãy nhớ ghi lại điểm số xem bạn được bao nhiêu điểm. Mỗi câu bạn trả lời đúng thì bạn sẽ nhận được một điểm. Cấp độ 1, dễ. Bông hoa nào khác với những bông hoa còn lại? Là bông hoa màu hồng này. Hãy tìm một loại cây khác biệt nhé. Là hình này là cây hồng. Trong những cành lá này, bạn có thấy điểm khác biệt không? Là đây, đây là mầm non. Hình nào là khác nhất trong đây? Đúng rồi, là trái cà tím này. Bạn có thấy trái nào sai không? Đúng rồi, là trái xoài này. Bạn hãy tìm ra một bánh mì khác biệt. Là bánh mì dài này nè. Bạn hãy tìm một hình khác nhau ở đây. Đúng rồi, là ly sữa. Cấp độ 2, trung bình. Tìm một lá cờ khác biệt. Điểm khác biệt là lá cờ này. Bạn hãy tìm một biểu tượng khác nhau ở đây nhé. Là đây, biểu tượng này khác nhau. Bạn hãy tìm một hình sai ở đây. Là hình này đây. Hình nào khác với những hình còn lại? Đúng rồi, là dấu sao này. Bạn có tìm thấy hình nào khác nhất không? Hình tam giác này bị ngược lại. Bạn hãy tìm một con vật khác biệt. Hình này là một con hổ. Bạn có thấy chiếc xe nào khác biệt không? Đây là chiếc xe này. Cấp độ 3, khó. Lá cờ nào trong đây là khác nhau? Lá cờ này có hình khác nhau và nhạt hơn. Bạn có tìm ra được cuốn lịch nào khác biệt không? Đây là cuốn lịch khác biệt. Bạn có tìm ra khuôn mặt khác nhau trong đây không? Khuôn mặt này không có má hồng. Bạn có thể thấy được hình nào khác nhất không? Hình này không có chân mày. Có khuôn mặt nào sai trong đây nhỉ?
là khuôn mặt này. Hãy tìm một người khác nhất trong đây. Người này không giơ tay lên. Bạn hãy tìm cô gái khác nhau ở hình này nhé. Là hành động của cô gái này. Tổng cộng tất cả bạn được bao nhiêu điểm? Bạn hãy bình luận xuống dưới để mình biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.